Làm hồng nhủ hoa bí quyết tự tin cho phái đẹp nhủ hoa thâm đen xấu xí khiến phụ nữ mang nỗi mặc cảm và tự ti lớn với người bạn đời. Do đó, làm hồng nhủ hoa là giải pháp an toàn hiệu quả với tác dụng khắc phục hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn. Những nguyên nhân khiến nhũ hoa thâm đen. Nhiều chị em cảm thấy thật sự lo âu và buồn bã vì nhũ hoa bỗng dưng có dấu hiệu thâm đen kém ấn tượng. Theo đó, sự tồn tại của vùng nhũ hoa có màu tối bắt nguồn từ những nguyên nhân chúng ta không ngờ tới, như do di truyền. Kích thước màu sắc của nhũ hoa có thể là do di truyền từ đời trước, do đó nhiều cô gái tuổi đôi mươi nhưng xuất hiện tình trạng nhũ hoa có dấu hiệu thâm đen kém ấn tượng. Thực hiện thiên trước là mẹ, việc sinh con và cho con bú là yếu tố được nhắc đến đầu tiên. Mỗi khi vùng nhũ hoa có dấu hiệu tối màu sần sùi cho con bú là một trong những lý do khiến nhũ hoa có dấu hiệu thâm đen và kém duyên. Mặc áo ngực quá chật cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thâm đen đầu nhũ hoa ở nhiều phụ nữ. Do đó, mặc áo ngực vừa vặn, không quá chật cũng không quá rộng để hạn chế những tác động xấu nhũ hoa. Quá trình thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khiến cho vùng nhũ hoa xuất hiện dấu hiệu màu sậm đen, vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến phần nhũ hoa có dấu hiệu đen sậm màu. Do đó, khi gặp trường hợp này cần lựa chọn phương pháp can thiệp khắc phục phù hợp. Hướng dẫn sử dụng hồng nhũ hoa Ovapin. Xin chào các bạn, mình là Hồng Vũ, CEO của công ty Ova Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 bước đơn giản giúp bạn dễ dàng sử dụng bộ kem làm hồng nhũ hoa đang được đông đảo chị em Hàn Quốc và Việt Nam tin dùng. Như chị em đã biết, nhũ hoa được xem là một bộ phận vô cùng quyến rũ và gợi cảm nhất của người phụ nữ, và còn được coi là một trong những bộ phận quan trọng làm nên vẻ đẹp của đôi gò bồng đào. Việc nhũ hoa bị thâm đen, sạm màu và nhăn nheo đang là nỗi lo lắng của số đông chị em phụ nữ chúng ta, gây nên cảm giác mặc cảm, thiếu tự tin và ngại gần gũi trong chuyện chăn gối. Đó không chỉ là nỗi lo của những bà mẹ bỉm sữa sau sinh, mà còn là nỗi lo của không ít những bạn gái đang tuổi đôi mươi với nhũ hoa bị thâm do bẩm sinh hoặc di truyền. Là sản phẩm đặc biệt được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc, Ovapin với sứ mệnh nhuộm hồng đôi gò bồng đào của một nửa thế giới và là người bạn đồng hành trong suốt hành trình đi tìm lại vẻ đẹp của cặp gò bồng đào. Với nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc gồm 3 thành phần trị thâm vượt trội là AHA, BHA và vitamin C. Ngoài ra, Ovapin còn được bổ sung thành phần tăng sinh tế bào giúp làm trắng da, bao gồm collagen và tế bào gốc cá hồi. Ovapin có tác dụng kích thích tuần hoàn máu nơi vùng da được tác động. Thao tác này sẽ phá vỡ kết cấu hắc sắc tố melanin ứ đọng và làm hồi sinh vùng da thâm sạm, giúp nhũ hoa trở nên hồng hào, tươi sắc và đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ kem làm hồng nhũ hoa Ovapin, có thể nhiều chị em vẫn còn lúng túng trong lần đầu tiên sử dụng. Bạn hãy yên tâm, bởi 3 bước hướng dẫn chi tiết dưới đây sẽ giúp cho bạn sử dụng bộ kem làm hồng nhũ hoa Ovapin một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Bước 1. Trước khi bôi Ovapin lên vùng nhũ hoa thì bạn cần dùng khăn lau sạch đôi gò bồng đào trước đã nhé. Bước này là điều kiện cần để giúp cho Ovapin dễ dàng thẩm thấu sâu vào da, dưỡng ẩm và phát huy tối đa tác dụng của nó. Bước 2. Bóp lượng kem Ovapin vừa đủ, thoa đều lên phần nhũ hoa, nhẹ nhàng massage theo chiều kim đồng hồ để tinh chất trong Ovapin nhanh chóng được hấp thụ và thẩm thấu hoàn toàn. Có một lưu ý nhỏ ở đây là bạn không nên bôi kem lem ra ngoài vùng thịt. Bước 3. Để kem khô tự nhiên trên da, sau đó mới mặc áo ngực và hoạt động như bình thường. Trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sử dụng, quầng nhũ hoa sẽ có hiện tượng mủn phần da chết. Khi tắm có thể kỳ nhẹ lớp da chết, để lại cho bạn một cặp nhũ hoa trắng hồng tuyệt đẹp. Bạn không cần phải kiêng các tác động trực tiếp lên vùng nhũ hoa, nhưng tốt hơn, bạn nên lau sạch trước khi có tác động hoặc tác động xong rồi mới sử dụng để đảm bảo kem dưỡng Ovapin không bị cuốn trôi. Bộ hồng nhũ hoa Ovapin gồm 2 ống bơm tiện lợi là Ovapin và Ovapin cộng. Mỗi ống chứa 5ml tinh chất sử dụng vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Ovapin có tác dụng làm giảm sắc tố melanin, loại bỏ lớp da chết và tái tạo tế bào. Bạn sử dụng hàng ngày vào buổi sáng và buổi trưa, nếu không tiện sử dụng 2 lần thì chỉ cần bôi 1 lần vào buổi sáng vẫn đảm bảo được hiệu quả. Ovapin cộng có tác dụng dưỡng sâu, kích hồng và nâng tông vùng da thâm. Mỗi ngày chỉ cần sử dụng 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn duy trì bôi liên tục hàng ngày. Sau khi đã đạt kết quả mong muốn, bạn chỉ cần duy trì bôi 1 tuần 2 ngày, mỗi ngày 2 đến 3 lần để giữ lại hiệu quả tốt nhất của Ovapin. Khi mua bộ sản phẩm Ovapin của công ty Ova, bạn sẽ được tặng kèm một bộ miếng dán nhũ hoa từ silicone để giữ cho kem phát huy tác dụng và không làm lem bẩn ra quần áo. Bảo quản Ovapin cũng rất dễ dàng. Ngay sau khi lấy ra để sử dụng, bạn chỉ cần đậy nắp kín và để vào nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Trên đây là những hướng dẫn chi tiết sử dụng bộ kem hồng nhũ hoa Ovapin. Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn tự tin trải nghiệm và nhanh chóng có được những kết quả tuyệt vời. Chúc các bạn thành công!